Mơ không phải học. Sẽ sớm có sách chuyển đến người hâm mộ. Chúng tôi xin phép kết thúc buổi họp báo hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị. Hôm nay anh thấy em phát biểu thế nào? Tuyệt lắm em à. Chắc chắn ngày mai trên bì báo, hình ảnh chúng ta sẽ rất đẹp. Jenny, sao mà con biết xị thế? Con phải vui lên chứ. Cười tươi vào lên ảnh mới đẹp con. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Nhanh lên em, còn phải qua nhà xuất bản nữa. Con nhớ công việc của ngày hôm nay rồi chứ? Hoàn thành bài phát biểu về niềm yêu thích môn toán, một vài bài thơ tự làm và chọn một bộ váy trang nhã kiểu cổ điển ạ. Tốt lắm, mẹ chỉ muốn buổi phỏng vấn ngày mai hoàn hảo thôi. Tối ba về muộn con tự lo nha. Chào mày, đáng yêu quá. Mày đi cùng ai thế? Mày bị lạc hả? Mày muốn nói gì à? Mày muốn đi đâu? Không được, ta phải ở nhà. Thôi được rồi, ta sẽ đi theo mày được chưa? Cũng con, chậm thôi nào, ngươi dẫn ta đi đâu thế? Được rồi, ta đến đây. Này, mày chạy đi đâu vậy? Chà, một tiệm bánh. Mày thích chiếc này phải không? Dạ, cho cháu một chiếc hamburger gà. Của cháu đi. Ồ, cháu có phải là cô bé Jenny thần đồng nổi tiếng không? Dạ cháu, cháu chỉ là Jenny thôi ạ. À, cảm ơn bác. Đúng là cháu rồi, nhưng nhìn hơi khác trên báo thôi. Thật vinh dự quá. Cô bé thần đồng này mọi người ơi, cho cô xin một tấm ảnh nhé. Cô bé đáng yêu quá. Cười lên cháu, ngày mai có khi tôi cũng được lên báo đó. Con ra đây. Thế này là thế nào? Con giải thích đi. Sao con dám tự ý ra ngoài, lại còn để người ta chụp ảnh trong bộ dạng lượm thượm thế này nữa? Con có biết là con là một thần đồng không? Chỗ của con ngồi là trong viện toán học, trong bảo tàng mỹ thuật. Sao con lại để người ta chụp ảnh làm bánh thế này? Đó chỉ là ước mơ của ba mẹ thôi, không phải ước mơ của con. Con biết gì về ước mơ chứ? Ba mẹ làm vất vả những việc này là vì con. Con là thần đồng, con cần được hoạch định để trở thành một người vĩ đại. Con xem, ăn mặc xoàn xỉnh, tay thì lấm lem, miệng còn dính nước sốt nữa. Mẹ, nhưng đó là niềm vui của con. Mẹ ơi, con cũng yêu ba mẹ. Con ước là chiếc điện thoại. Wow,
toàn những món con thích. Ngon quá. Từ từ nào con. Lâu lắm mẹ mới làm được bàn ăn thịnh soạn thế này. Để mẹ chụp kiểu ảnh đã. Nào, hai bố con ghé sát vào đây. Wow, đẹp thật. Phải up lên Facebook mới được. Chắc sẽ có nhiều người like lắm đây. Bố mẹ ăn cơm đi ạ. À. Ừ, bố chơi nốt ván game này đã. Bố mẹ ơi, hôm nay cô trả bài kiểm tra học kỳ, con được điểm 10 đấy. Hôm trước bố mẹ nói, nếu con được điểm 10, trả cho con đi chơi công viên mà. Chúc mừng con trai nhé, không hổ danh là con của bố. Con đang đòi đi chơi công viên này, ý mẹ thế nào? Trời nắng nôi thế này đi công viên làm gì? Ở nhà ngồi điều hòa có phải thích hơn không? Hôm nào mát trời, bố mẹ dẫn đi bùi nhé. Mà hôm nay, em đã mua được mấy cái váy vừa đẹp vừa rẻ ở trên Facebook đấy. Nhờ có cái điện thoại này đỡ phải đi lại xa xôi. Ừ, lúc rảnh anh chơi game online một chút. Đúng là xả stress lắm. Năm nay em 10 tuổi, chị 16 tuổi. Tính tổng số của hai chị em lúc em bằng tuổi chị hiện nay. Bài này khó quá, giải thế nào nhỉ? Bố ơi, bài này khó quá, con chưa làm được, bố giải giúp con với. Con hỏi mẹ đi, bố đang bận mà. Chết này. Mẹ ơi, mẹ giảng cho con bài toán này đi. Đợi mẹ 5 phút nha con, mẹ dở việc một chút. Tớ mới mua được mấy cái váy vừa đẹp vừa rẻ đấy. Để tớ giới thiệu cho cậu vài cái nhé. Ở trang nào đấy, gửi đường link cho tớ nào. Vài ngày sau, 2 muỗng dầu ăn, 1 củ tỏi đập dập. Hôm nay mẹ cho hai cha con ăn gì đấy? Em vừa tìm được một công thức nấu mì chay trên mạng rất ngon. Em đang làm đây. Mà anh gọi con dậy đi. Ngày chủ nhật, để thằng bé ngủ thêm một chút đi em à. Em này, Facebook cô giáo thằng Quân vừa chia sẻ một bài văn được nhiều lượt like và bình luận lắm. Thế à, anh đọc thử xem nào. Em đã rất cố gắng để đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ. Nhưng khi em kể chuyện với bố mẹ, thì họ chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại mà chẳng để ý đến câu chuyện của em. Em rất buồn. Em ước mình có thể biến thành chiếc điện thoại thông minh để được bố mẹ quan tâm như thế. Chắc bố mẹ cô cậu bé này nghiện điện thoại quá đây mà. Khổ thân đứa trẻ, chắc nó buồn lắm đây. Ồ, cô giáo còn chụp cả ảnh bài văn lên đây này. Ôi, chẳng lẽ đây là... Có gì mà anh ngạc nhiên thế? Đây đúng là chữ của thằng Quân nhà mình rồi. Bài văn này là của con em à? Anh nói sao? Của thằng Quân? Anh à, chúng ta đã khiến thằng bé cảm thấy cô đơn và bị tổn thương. Ừ, chúng ta làm bố mẹ mà tệ quá. Chúng ta nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ với con, thay vì chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại như thế. Em làm đồ ăn nhanh lên, cả nhà ăn xong, anh sẽ đưa hai mẹ con đi chơi công viên nước. Chắc thằng bé thích lắm. Được rồi, em xong ngay đây. Chiếc đồng hồ cũ. Chủ, ông có thể sửa gấp giúp tôi chiếc đồng hồ này được không? Tôi đang có việc cần dùng đến nó. Để tôi xem qua nó đã. Trông nó có vẻ hơi cũ, không biết có hỏng nặng không. Nhìn nó cũ vậy thôi, chứ vẫn còn dùng tốt lắm và rất có ý nghĩa đối với tôi. Đột nhiên hôm qua, con lắc của tôi nó không chạy, nên tôi mới phải mang đi sửa. Tôi hiểu, nhưng khi nào thì ông cần ạ? Sáng sớm ngày mai được không? Tôi có việc rất quan trọng cần đến nó. Sáng sớm ngày mai à? Hơi gấp nhỉ? Cửa hàng chúng tôi còn đang phải sửa rất nhiều đồ của khách, không biết liệu có kịp không. Con lắc bị hỏng, dây cót đứt, chắc sửa cũng phải mất thời gian. Ông hãy cố gắng giúp tôi sẽ trả tiền gấp đôi. Ngày mai nhất định tôi phải có chiếc đồng hồ này. Tiền bạc không thành vấn đề, tôi chỉ sợ không làm kịp
thì lỡ việc của ông mất, nên... Để cháu sửa cho ạ. Jimmy, cậu vẫn còn hai đơn hàng cần sửa gấp cơ mà. Ông đây cần nó vào ngày mai đấy. Cháu nghĩ nếu cố gắng thì sẽ kịp thôi ạ. Tuyệt quá, cậu nhận sửa nó giúp tôi nhé. Nhưng mà... Cháu làm được mà, ông cứ tin ở cháu. Ông cứ để chiếc đồng hồ lại đây, cháu sẽ sửa nó cho ông ạ. Sáng sớm ngày mai sẽ xong ạ. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu nói được là phải làm được. Nếu không, cậu tự chịu trách nhiệm với khách đấy. Cháu biết mà. Sao lại sáng đèn nhỉ? Không lẽ có trộm? Jimmy! Cậu làm gì mà khuya thế này vẫn còn chưa ngủ? À, em cố thức sửa nốt cái đồng hồ cho ông khách lúc sáng ấy mà. Anh ngủ muộn thế. Tôi bị tỉnh giấc nên khát nước. Cậu thật là, đã nói là không kịp rồi, còn cố nhận để phải thức khuya thế này. Thấy ông khách ấy có việc cần, nên em cũng muốn giúp người ta. Thức đêm một hôm có sao đâu ạ. À? À, lọ dầu bóng để ở đâu anh nhỉ? Ở trên kệ kia kìa, cậu cần dầu bóng làm gì? Em xịt lại cái đồng hồ cho sạch và mới hơn. Để lâu quá không vệ sinh, nhìn cũ quá. Ông khách đó yêu cầu vệ sinh và làm mới chiếc đồng hồ à? Không, nhưng em thấy cũ và bẩn thì em làm lại cho mới thôi à. Cái gì? Cậu có biết vệ sinh và làm mới lại cũng rất mất thời gian không? Phải trả phí thì mới làm chứ. Tự nhiên lại làm không cho người ta. Có gì đâu anh, bỏ công một chút thôi mà. Khách hàng họ nhận lại chiếc đồng hồ vừa mới vừa sạch, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Tôi chưa thấy ai như cậu. Đã không được gì còn phải thức khuya không được ngủ. Đúng là dở hơi mà. Anh đừng nói thế. Mình phải hết lòng vì khách hàng chứ. Khách hàng vui là em cũng vui rồi. Anh đi nghỉ đi, cứ kệ em. Tôi cũng chẳng thừa hơi để đứng đây xem cậu làm cái trò vô bổ và tốn sức này đâu. Ông chủ, xin lỗi vì đến hơi sớm. Không biết chiếc đồng hồ của tôi thế nào rồi ạ? Tôi cũng không biết cậu Jimmy đó sửa xong cho ông chưa nữa. Để tôi mở cửa hàng đã. Jimmy! Cả đêm qua cậu thức đây à? Sao lại ngủ ở đây? Dạ, cháu cố thức để sửa xong cái đồng hồ. Thư của em ạ. Chào cậu. Cậu còn nhớ chiếc đồng hồ cũ tôi nhờ cậu sửa hôm trước chứ? Cậu không những nhận lời sửa gấp giúp tôi, mà còn biến chiếc đồng hồ của tôi thành chiếc đồng hồ mới tinh. Tôi thấy cậu là một cậu bé rất tốt bụng, làm việc chăm chỉ, nhiệt tình và hết lòng vì khách mà không vụ lợi. Thế nên tôi muốn giới thiệu cậu đến làm ở công ty cũng chuyên về đồng hồ của bạn tôi. Ở đó đang cần một người quản lý, và tôi nghĩ cậu hoàn toàn phù hợp với vị trí này. 0329998888. Hãy gọi cho tôi nhé. Thân mến. Có chuyện gì vậy? Thư của ai đấy? Anh đọc đi. Tuyệt quá. Còn không gọi điện cho ông ấy đi. Đây quả là một cơ hội hiếm có đấy. Anh nghĩ thế thật sao? Em không nghĩ là mình may mắn như vậy đâu. Không phải cậu may mắn, mà chính sự chân thành của cậu đã khiến vị khách đó cảm kích. Tôi xin lỗi vì hôm đó đã nói những lời không phải với cậu. Cậu làm đúng lắm, Jimmy ạ. Nỗi sợ bóng đêm. Sợ quá. Ôi, sợ quá. Trời ơi. Đứng lại. Trời ơi. Ba mẹ ơi, cứu con.
Cứu con với! Cứu con với! Có chuyện gì vậy con trai? À, cứu! Cứu! Con trai, ổn rồi. Ba mẹ đây, có chuyện gì vậy? Con muốn đi vệ sinh, nhưng cứ có ai túm chân con lại. Có cái gì đó trong phòng con sợ lắm. Đấy, nó đang túm chân con mà. Con xem, đó chỉ là một chiếc khăn choàng thôi. Vậy mà con cứ tưởng thế còn bóng ma trên cửa sổ. Thực chất đấy chỉ là chiếc rèm cửa thôi con trai à. Con đó, thần hồn nát thần tính của con liên tục khiến ba mẹ đến đau tim mất ngủ với con thôi. Thôi, đi ngủ đi con, ba mẹ về phòng đây. Hay là ba ngủ lại đây với con đi. Chỉ chốc nữa tắt điện, nhỡ đâu những con quái vật đó sẽ quay trở lại. Anh ở lại với con nhé. Con trai, ba hỏi con nha, tại sao con mèo lại chạy khi con chó đuổi? Dạ, tại vì con mèo sợ con chó ạ. Ừ, đúng vậy. Vậy tại sao vừa rồi con chó lại bỏ chạy? Con không hiểu. Con yêu, bởi vì chú mèo đó đã dám quay lại đối diện với nỗi sợ của mình. Ý ba là việc đó cũng giống như việc con sợ bóng đêm đó. Thật ra bóng đêm sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu con đối diện với nó. Dạ ba, con hiểu rồi, con sẽ đối diện với bóng đêm. Con sẽ vượt qua được những sợ hãi đó. Mình muốn vào nhà vệ sinh. Mình không được sợ, không được sợ. Ba nói, nếu muốn vượt qua nỗi sợ, mình cần phải đối diện với nỗi sợ đó. Mình cần phải tiến tới cửa và bật cái công tắc đèn lên. Đứng lại! Ôi! Nhắm! Bắn! Ta đỡ đây! Xem đây! Chết nè! Chết nè! Chết nè! Yeah! Thắng rồi! Thắng rồi! Ơ! Ba ơi! Con không còn sợ bóng tối nữa và con đã chiến thắng bóng tối. Con của ba giỏi lắm. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao hả ba? Nhưng mà con thử xem lại căn phòng của con xem nào. Bừa bãi quá. Không sao, ba mẹ sẽ giúp con dọn dẹp lại. Con không cần phải chiến đấu như thế. Chỉ cần bật đèn sáng là chúng sợ chạy hết thôi. Không ngờ, bóng đêm lại có nhiều điều thú vị cực ba ạ. Đúng vậy, đúng là điều ba mẹ muốn nói với con đấy. Những ngày dễ chịu. Một ngày nữa thật êm đềm trôi qua, thật là dễ chịu. Cậu cho chị gửi con một tuần nhé. Anh đang đi công tác ở nước ngoài. Chị phải về quê chăm bà nội đang ốm. Nhưng em đã chăm trẻ con bao giờ đâu mà. Không phải lo, bóng nhà chị ngoan lắm. Con chào cậu Nguyên. Cậu chào bóng. Thế là hết những ngày dễ chịu. Bóng ơi, dậy đi mẫu giáo nào. Dậy đi bóng. Con ngủ thêm tí đã cậu. Bóng ơi, cậu muộn giờ làm rồi này. Bóng ơi là bóng, thế này thì chết cậu rồi.
Sao con dậy sớm thế? Cậu bảo vì con mà cậu đi làm muộn, nên hôm nay con dậy sớm mà. Cậu thấy con có ngoan không? Nhưng hôm nay là chủ nhật mà bóng. Ai đến thế không biết? Bóng ơi, chiều nay cậu sẽ đi chơi đấy. Cậu đi với ai ạ? Với cô Trà kia kìa. Cậu để ý cô ấy lâu lắm rồi. Cô ấy là biên tập viên nhà xuất bản. Cô ấy qua đưa bản vẽ mẫu cho cậu. Thấy hôm nay cô ấy cứ cười cười, nên cậu mạnh dạn mời cô ấy đi uống nước. Cô ấy đồng ý rồi. Vì cậu đẹp trai quá mà. Gì thế này? Bóng, thế này có chết không? Cô ấy cười vì thế đấy cậu ơi. Trời ơi, bóng, nước ở đâu mà lên láng thế này? Con cho nước chảy vào để tập bơi đấy cậu ơi. Cậu đã bảo gì với con hả? Cậu bảo chiều nay cậu đi chơi với cô Trà. Cậu sẽ đưa con sang nhà bà Hiền nhờ bà trông hộ. Thế sao con còn bày trò nghịch ngợm thế này hả? Đi vào phòng, thay quần áo ngay. Cậu mà đến muộn thì con liệu hồn đấy. Bộ đồ viết của mình ướt sạch rồi. Con bé nghịch thế không biết. Cháu chào bà ạ. Cậu ơi, cậu đi chơi có vui không? Vui nổi gì, cô Trà không muốn chơi với cậu nữa. Thấy cậu về nhà chơi với con cũng được. Nhưng cậu không thích chơi với bóng. Bóng rắc rối và nghịch ngợm quá. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với cô Trà. Vậy mà con lại gây chuyện, làm cậu đến muộn. Cô ấy giận cậu rồi. Mong ba mẹ con sớm đến đón con về, để cậu được yên. Nhưng con thích chơi với cậu mà. Bóng ơi, mẹ Quyên đến đón con này. Bóng ơi, con ngủ dậy chưa? Bóng ơi, mẹ đến rồi nè. Có khi nào nó bỏ nhà đi không hả chị? Sao lại bỏ nhà đi? Hôm qua bực quá nên em lỡ mắng cháu. Bóng ơi, con thức cả đêm gấp sao cho cậu nè. Cậu Nguyên. À, mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói những ngôi sao sẽ biến ước mơ thành hiện thực, đúng không mẹ? Cậu bảo với những ngôi sao là cậu ước cô Trà không giận cậu nữa. Đi cậu, con gấp cho cậu nhiều sao lắm. Ừ, cậu cảm ơn bóng. Cậu sẽ bảo với ngôi sao, nhất định cậu sẽ bảo. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.